bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của Tuyền. Trong thời gian qua thì Tuyền đã không cho ra video clip nào mới tại vì lý do duy nhất đó chính là lười. Và hôm nay Tuyền sẽ giới thiệu với các bạn về một sản phẩm, đó là Amiot Love Fit with Lips. Đây là một trong những cây son mới ra nhất của dòng Amiot và đang có sức hút đối với toàn thể chị em phụ nữ. Và chúng ta hãy cùng xem là nó có gì hay nhé. Thứ nhất là về bao bì của cây son này, nó có hộp khác với son Mỹ thì những son nào mà có giá tiền mắc thì nó mới có hộp, còn đối với son Việt thì cả đời son cây nào cũng có hộp. Mở hộp màu đen, một đầu là mã cốt cây son của Tuyền, có mã là M137, đầu bên kia là cũng là cái mã cốt, hình như là mã cốt QR. Trên thân thì có một cái tem và đây là hạn sử dụng của nó. Xong của tôi thì hạn sử dụng là tới tháng 9 năm 2019 và một số dòng chữ tiếng Hàn không hiểu gì cả. Thứ hai đó là về cái son Amiot này, thân son của nó là loại vỏ nhựa, không phải như cái dòng Chanel mới ra là vỏ bằng sành thì nó sẽ nhẹ hơn là những cái cây khác. Ở dưới đấy nó cũng có cái mã màu đây, Amiot màu số 137. Trên thân son thì nó sẽ có cái chỗ là rotation, tức là cái nút vặn dưới đây này. Các bạn có thể vặn nó, người ta nói là vặn nó để xoay trộn đều cái phần son để nó không có bị động lại, nhưng mà Tuyền thấy thì nó cũng không có tác dụng gì mấy. Nhìn chung thì cái mẫu mã nó cũng không khác mấy so với cái dòng Love Fit mà dạng son thỏi. Tuy nhiên thì Tuyền ở đây thì không có cái son thỏi vì Tuyền thấy cái bản màu của nó Tuyền đã có hết rồi. Và đến dòng này thì Tuyền đã tìm ra một vài màu thấy có vẻ lạ với mình, và màu số 137 này là một trong những màu mà Tuyền thấy lạ và Tuyền cảm thấy rất là thích. Mọi người nói đây là son kem lì, nhưng mà Tuyền thấy là nó không hẳn là lì mà nó chỉ dạng như là semi matte, tức là bán lì thôi. Độ bám của nó sẽ chỉ kéo dài trung bình khoảng từ 4 đến 5 tiếng. So sánh thì Tuyền thấy cái chất son của nó đúc 95% là của son Bourjois Velvet mà trong video trước đây Tuyền đã nói đến. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn và Tuyền rất là thích. Rất là thích cái loại kem mà dạng bán lì như thế này thì nó sẽ không gây khô môi, mà bù lại thì cái chất son của nó lại mềm và mịn. Nó cũng không khác mấy so với lại cái dòng son son thỏi cũ, cũng là mùi dạng như mùi trái cây hay mùi kẹo gì đó. Nó nhẹ thôi chứ nó không có nặng. Và mình nghĩ là các bạn nào mà không thích son có mùi thì đối với cây son này các bạn cũng có thể chịu được. Và ở bên trong của cây son thì các bạn có thể thấy đây là một cái miếng mút giúp cho mình khi mà mình lấy son ra thì nó sẽ gạt bớt đi cái phần son thừa và tán lên môi nó sẽ đều hơn. Thông thường thì cái loại son kem hiện nay không có cái phần mút này nên khi mà mình lấy ra thì mình sẽ hay bị dư ở cái phần cọ, đầu cọ. Khi mà mình đánh thì nó sẽ bị lem lung tung á và không có đẹp. Trên tay Tuyền hiện nay đang là cái màu 137 mà Tuyền thấy là màu này nó khá lạ. Trước đây thì Tuyền có thấy màu này một lần rồi và nó là của dòng son Black Moon, màu cam gạch. Phải nói là Tuyền rất là thích cái màu đó luôn á, nó vô cùng đẹp mà Tuyền cảm thấy nó lạ nữa. Tuy nhiên thì giá của Black Moon khá là đắt, chính vì vậy mà Tuyền đã đi tìm bản đúc của nó rất là nhiều và đến khi mà gặp cái son này thì phải một ngày. Thì bây giờ Tuyền sẽ swatch cho mọi người xem. Đây là màu cam gạch, các bạn có thể thấy đây là cái chất son của nó rất là mềm. Đây, Tuyền mới vừa phát hiện được một điều rất là thú vị, đó là khi mà Tuyền chóc nó xuống như thế này thì nó không có đổ ra. Chóc nghe nó cũng không đổ ra luôn. Như vậy có nghĩa là cái miếng mút này không chỉ có tác dụng là để gạt bớt lượng son thừa đi mà nó còn có tác dụng là giữ son, không để cho son bị đổ xuống nữa. Và bây giờ thì mình sẽ swatch lên môi cho các bạn xem nha. Và đây là màu cam gạch khi mà Tuyền đánh dạng lồng môi. Bây giờ thì Tuyền sẽ thử cái phần full môi như thế nào nha.
Nó rất là mềm luôn đó các bạn. Cái son này hoàn toàn không bị bột luôn đó. Mình cảm thấy là mình không hề có cảm giác bột tí nào trên môi luôn. Trước đây thì Tuyền cũng có xài Ameo bản màu đen, Ameo bản màu hồng dạng son thỏi, và đây là bản mới nhất của Ameo. Thì Tuyền cảm thấy hai dòng trước không ít thì nhiều chất son nó sẽ bị bột, nhưng mà đến cái dòng kem này thì Tuyền cảm thấy hoàn toàn là không bị bột mà nó rất là mịn luôn. Các bạn nên nhớ đây không phải là son lì hẳn mà nó chỉ là bán lì thôi, cho nên nó rất là mịn. Nhưng khi mà các bạn chùi các bạn vẫn bị dính ra tay. Và cái màu lúc nãy Tuyền swatch thì bây giờ nó khô dần dần rồi, nhưng mà mình lấy tay mình chùi nó vẫn bị dính, tức là nó không có lì hoàn toàn. Nó không lì hoàn toàn nên các bạn mà bị khô môi vẫn có thể sử dụng được loại son kem lì này. Tuyền mua cái son này thì với giá tiền 165.000 đồng. Khi mà Tuyền thấy cái màu đất với màu lắc môi mà mình thích thì Tuyền đã tức tốc mua ngay, và mình không nghĩ là nó sẽ có mức giá như vậy. Cây son này phần đông các shop bán hàng thì sẽ bán giá từ 180 đến 190.000 đồng. Để nói là mình đã mua được son với giá khá rẻ. Và để chốt lại vấn đề thì Tuyền sẽ cho em này 9.5 trên 10 điểm vì khả năng bám màu của nó không cao cho lắm, nhưng mà bù lại thì rất là mềm mịn, tuyệt. Và Tuyền sẽ cân nhắc là mua thêm một em này nữa với màu 49 là màu đỏ tươi, vì trong bộ sưu tập son của Tuyền chưa có em kem lì nào màu đỏ tươi cả. Hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin để có thể quyết định xem là có rút em này về hay không, và đối với Tuyền thì Tuyền sẽ rút thêm một em nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nhớ like, subscribe cho kênh channel của Tuyền nha. Chào tạm biệt các bạn. Trời ơi, nãy giờ nói chuyện dính răng tùm lum. Mẹ à, con đang quay clip. À, còn một điều mà mình quên nói trong video clip đó là khi mà các bạn trồng càng nhiều lớp thì khả năng bám màu của nó sẽ còn cao. Và đây là lớp son sau khi mình đã giữ hơn 5 tiếng đồng hồ mà nó vẫn còn yên nguyệt.